Lệ Quyền bất ngờ chia sẻ về tin đồn rạn nứt quan hệ với Hồ Ngọc Hà. Mới đây, Lệ Quyền đã có những chia sẻ mới nhất về mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi cô nhắc đến nữ hoàng giải trí sau nhiều năm ồn ào tình cảm chị em rạn nứt. Lệ Quyền cho biết, tôi và Hà có nhiều kỷ niệm với nhau, chúng tôi im lặng đến bây giờ mà câu chuyện đó lại không xuất phát từ hai đứa, nghĩa là tôi với Hà khá giống nhau. Đôi khi, trong một sự việc, người có thể nói câu nói đầu tiên rất quan trọng, nhưng câu đó chúng tôi đều không thể nói ra được. Nữ hoàng Bolero khẳng định về tình cảm với Hồ Ngọc Hà. Tình cảm không có gì sức mẻ cả vì có chuyện gì xảy ra đâu, đến tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi. Chúng tôi là những người bên ngoài đàn bà nhưng bên trong 99% là đàn ông. Tôi và Hà giống nhau cực kỳ, vì vậy, đôi khi sự giống nhau đó lại trở thành lực đẩy vì người ta nói trái dấu mới hút nhau. Theo Lệ Quyên, mỗi người có cuộc sống riêng của mình, có những cảm xúc và nghĩ về những kỷ niệm cũ với nhau, bạn bè cũng có cái duyên, một lần nữa Lệ quyền nhấn mạnh giữa cô và Hồ Ngọc Hà chẳng có chuyện gì. Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà từng là đôi bạn thân thiết nhưng hiện tại cả hai không còn là tri kỷ như trước nữa. Lý do vì sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng mỗi lần nhận được câu hỏi về tình bạn này, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đều phủ nhận việc cả hai có mâu thuẫn. Hồ Ngọc Hà đã từng chia sẻ rằng giữa cô và Lệ Quyên chẳng có chuyện bất hòa nào sau bao biến cố xảy ra và sẽ có nhiều lúc bản thân chẳng thể hài lòng về những người bạn bên cạnh mình giọng ca em muốn anh đưa em về nhấn mạnh rằng hoàn toàn không có việc cô và lệ quyền cãi nhau hay có những biến cố xảy ra sau lưng